Hello, mình chào nhà. Nãy giờ mình ra mình sao ao cái nhà ông già vợ mình à nha. Thấy con cá tượng nổi ra hoài luôn. Đó, nổi đầu hoài luôn. Mình mới ra đào mấy con trùng nè. Mình móc móc mồi nha. Mình móc mồi mình thả kiếm cá tượng mình làm món ở nhà. Chúc cái nhà có một buổi chiều thật vui vẻ hạnh phúc nha. Giờ mình sẽ lấy con câu ra mình câu cái nhà. Nhà theo dõi mình coi dính cá không ha, mọi con trùng nha. Đó, mình móc rồi nè, cả nhà xem mình câu thì có cá không nha. Đây, giờ câu ra. Ở giờ lỗ này nha. Còn cá này không hái mà trùng lắm. Đây, nhà xem nha. Đây nó ghẻ à. Đây nó ghẻ ra nha. Con cá gì ghẻ ta? Ủa? À, nọ nãy giờ nọ chứ đâu hoài đó. Rồi đợi nha. Con cá này một lần mình đã câu đứt lưỡi hết lần rồi nha. Ủa, cái thật này, ô cái thật à, dạ, cái thật không cái thật không vậy đó, rất ham nha. Đợi nha. Ủa cái thật nam chưa? Nãy giờ mình đi câu cá thấy nổi đầu mà câu không ăn cái vậy, rồi nó mưa lớn nữa, cái thằng em vợ mình có đặt cái lờ nè, mình ra hai cái mà giờ kiếm mà không gặp cái kia rồi. Cái này rồi đây kiếm nó có cái lờ mình bỏ mồi nha, thấy nó mưa lớn luôn. Trời ơi, trời tôi nổi không, ôi là trời nhiều quá trời luôn rồi. Còn cái gì đâu ta, ôi là trời nó dính nè rồi nha, ôi là trời thấy ha, không cắt nè chơi gì đó hả. Này nè, bao nhiêu nè, đây nè đó, ôi là trời nó chạy cũng lạ luôn, em gọi xuống cũng lạ luôn. Rồi rồi, để đây đây mình kiếm thêm cái nữa đây nè, để kiếm cái nữa nè, ở ở chỗ này nè, đục lừ hết trơn mà. Cái bữa giờ đang muốn thêm nhà cái lò nữa, nó mất tiêu rồi. Ở đây ủa đặt đâu ta, đây bây giờ có cái lóc tác này em ơi, là chờ thấy ham không. Mình sẽ về mua mớ để về giặt ở nhà ơi. Thấy ham luôn rồi. Hay là dạo ra kiếm đi vậy em, kiếm đâu ơi. Kiếm hồi nãy thấy nó đi gần đó đó. Nãy không còn có kiếm rồi không có. Tại vì cái ao này giờ trời mưa nước ngọt á, lúc mặn nuôi tôm được mà giờ mưa nhiều có nước ngọt á, nó ngập á. Có hai cái là có sạch nó còn lỗi thôi. À, mà bây giờ nó thỉnh nó ngủ rồi. Còn tay lưới không? Lưới à, không có đâu. Thôi bây giờ mình đi kiếm đi. Thì mình kiếm ở nhà, kiếm gặp ở nhà xem nha. Gặp ở nhà. Đây gặp ở nhà, gặp cái lò đặt đây nè nha. Đây đây anh giả luôn. Cái dừa này. Cái dừa đó. Đây đây này giả luôn. Nãy gọi cho nó gô luôn. À, không
không chạy. Dậu bên kia đi. Đi. Cái gì coi, ăn không? Trời ơi, hai cái. Này có lủng không? Em một cái lời đi sẽ chạy được. Nè cái lời nè. Này hả? Hả? Chạy trên đường này nè. Ủa vậy? Không đặt lại đâu, đặt lại cho cũ vậy. Kiếm mồi đó nó ăn không? Trời ơi. Đi đặt đi. Dẹt chỗ nào có cỏ hay hơi á. Đặt lại cho cũ à, chỗ nãy dính gì nè. Còn mình đổ cái kia ra đi rồi cái đầu mình đặt lại chỗ khác. Rồi mình vô đây, vô đổ thành quả rồi. Đây nè, hơi đỡ cái lô á trời. Ừ. Nhiều đó đủ ăn nè. Cá này hạt non không nhờ. Cá này kho tiêu cũng ngon. Hạt non rồi. Heo nè, nè. Ồ, kho tiêu hay là chiên xù? Chiên xù đi, cái này chiên xù mới ngon. Rồi mình vô rồi. Thì máy này rồi xíu nữa mình giải thêm giác nữa cho xem ạ. Dừng máy đi. À, được khoảng nửa ký lô nha. Con cái mà hai cái chạy được, hai cái ngon quá, con cái mà. Cái này cho hồi chiên xù đi. Chiên xù làm vài ly. Hồi có anh hai lên á. Ừ. Thôi mình xíu nữa mình nãy em nha. Mình chiên xù nha. Hai cá mình bắt lên nãy giờ đó nha. Cá bắt nè. Cá bắt lên là vợ anh mặn hết rồi nha. Giờ mình lại chiên xù nha. Này ngon không? Ăn hầu hết rồi. Giờ mình ở trong nhà tối thui rồi, không có đường. Hai chồng mình ra cái bờ nè. Chào cả nhà em ơi. Chào cả nhà. Giờ mình chiên xù cả nhà. Ra ngoài cái bờ mình cho nó sáng cả nhà. Chào cả nhà, bữa nay mình về quê em nha. Này về bên vợ. Này, có mớ rau dừa nha. Đủ loại rau dừa nữa nha. Đó. Rồi mình ăn ăn cái rau này nha. Đây đây vợ mình mới làm cái chén nước mắm chua ngọt. Mắm gừng nha. Mắm gừng. Ừ, ở đây đó. Có trái ớt trẻ hồi nãy làm không cay đặng ở ngoài này có cái cây ớt đặng dầm vô trái ớt xanh cho nó ngon bé em vừa dắt này mũi à. Ở xung quanh nó mưa ngập nước hết nha nãy mưa lớn lắm nha này dầm trái ớt nha này, mình thả vô đi à, ai muốn ăn ớt cay thì dầm nha mình thả nó sôi đi mình thả cá vô nha. Đó, ở xung quanh nè. Đó, ra đây mình ăn ngoài này vườn nha. Bữa ăn cá ngoài vườn nha. Bữa nay không ăn cơm nha. Mình ăn cá thôi. Cá nhiều quá. Giờ mình ăn cá với ổ gà thôi. Cho nó ngon nha. Cho mỡ nó sôi bỏ lên nó mới ngon phộng nha. Cá mới mắc lên nó ngon lắm nha. Cá này sặc non rồi. Trời bỏ. Cá này đặng nguyên xương luôn á, ngon lắm. Cá chín cái còn giòn nè. Cái còn cái chín. Còn mình có đâu em, thôi đó. Vô đâu, vô đâu. Ô, đó. Còn hai cái lờ này để tối rồi. Ta thăm nghe nha. Thăm coi được nhiều nha. Mình chia cái đầu ăn cái đó nha. Mình chia cái đó nè. Mai ăn coi bờ kìa. Ăn ngoài bờ bữa đây. Bây giờ coi dạ, cái dĩa. Ê, dĩa cá đêm đây. Bờ nước mưa nó ngập trên này nha. Mưa ngập nước hết trơn rồi nè. Nó mưa lớn lắm. Vì mà cá đi đó. Biết hồi có người nào bắt lên đây nhà mời mình kho ăn. Nãy mình đặt con lờ mình có bỏ miếng cám cá trà. Mình vô nè. Cái sặc đầu mùa nè, ăn ngon lắm nha.
khó gì bằng nha. Cái đặc đầu mùa nó cảm giác mà nó giòn ha, nó ngọt ha. Ủa đã gói miếng rau vậy, gói miếng rau vườn nữa ha. Ồ, rau vườn nè. Ồ, cái thứ hai chồng nè, nó ngon lắm á nhà ơi. Rồi ngồi thêm cảnh ở vườn ha. Đó, bên đầu là vườn nha, bên là vườn nha. Lâu về về bên vợ á thì gắn lại được 2 lít nữa nha. Ở nhà xem ủng hộ cho hai chồng mình nha, bằng cách là nhấn like hay là đăng ký, chia sẻ hay bình luận góp ý nha. Chúc cả nhà có buổi chiều thật vui vẻ nha. Ê, mình chiên xong cả nhà ơi, bây giờ mình mời cả nhà ăn nha. Thôi ngồi đây, ngồi đi, ăn đi, hai chồng mình ăn luôn, ăn buổi chiều đi. À, cái món ngon rồi nè, lấy cái mình dầm lót dép ngồi nha, ăn đi cho nó ngon. Trời cũng đang mưa đây nha, kệ đi, mưa thì mưa, ta ăn thì ta ăn, món ngon lắm mà. À, ăn cái chén ngon lắm á nhà ơi. Cá chiên giòn nè, em mời cả nhà miếng cá sạch giòn nha. Trời ơi, chắc chiều hai chồng ra ngoài đây rồi ăn thì còn gì bằng nữa em ha. Em mời cả nhà nha. Mời nhà nha. Ôi, nó ngon nữa nha. Nó giòn rồi. Đỏ vậy. Đúng rồi. Có chiều hai chồng ngồi ăn. Ăn miếng gạo đây nè. Này hẹn à. Ăn vị nó mới ngon. Nước mắm sẽ đổ ra để nè. Em mời cả nhà nha. Cá sặc chiên xù chấm nước mắm gừng, ăn với rau sống à. Mình đổi địa điểm nha, nào kia mưa quá. Cái này ngồi dưới cái bóng cây mận nữa nha. Ngồi dưới đống cây cái tàn cây mận này là nó mưa nó không có tạt nha. Bữa ăn bắt ổn thiệt á. Dời nó giờ thì tới về lui. Thôi mình mời cả nhà nha. Mời lại nha. Mời lại cả nhà cắt nha. Mình xiên nó xíu à, có ăn. Nó là chiên á. Giòn. Giòn giờ nó hết, nó mất giòn rồi. Mưa nó giờ hai chồng giòn nữa này nè, mưa ướt hết trơn nè, rau ướt dẹp luôn à. Trời không thương như chưa có xíu. Mời cả nhà nha. Bữa nay đổi nước mắm gừng á, ớt xanh nó thơm á. Thơm nè. Dạt còn ngon á. Ăn không hả, có ngọt hả? Ăn không, chiều nay no khỏi ăn cơm. Thôi. Này rau không cần. Dĩa cá nước. Này, dĩa cá này to quá. Cần nước nè, với hẹ khối lại ngon lắm nha. Ăn đơn giản nhưng mà ngon à. Cặp mình là cái này chanh dây. Chanh dây của ngoại. Mình xiên xíu có ăn ha. Thôi em vợ hỏi cái lò đâu. Lên dậy lát tiêu bà. Lên nước cuốn trôi. Nó ngủ rồi, nó không hay nè. Mình gàm dở nó luôn. Nhờ chiều có đám mưa lớn. Nó đi á. Đặt mới dính á. Đúng rồi. Giờ biết rồi có không nè. Nghe hồi có đám mưa lớn lớn nè. Coi chạy nữa. Mời mình thôi tiêu anh. Nhà thấy hai chồng buổi đời không? Trong nhà ăn mấy rau bà ăn nè. Gà này mát. Này vui nữa. Chiều tạnh mưa gió mát. Nếu có mưa thì tạnh mưa rồi đem gà đem cá chiên. Chiên cũng mưa. Mưa chạy vô. Vô cái mưa ra nữa. Nó hỏi vậy mới nhẹt nha. Kệ đây.
cho cả nhà xem. Cực khổ sao. Rau của chị Hai trong nhà. Thấy không? Ăn cái nó thơm này. Thấy không? Ở đây à, đây mình vừa ăn mình có vừa phun sương phải không? Ngồi đây nó phun sương luôn, có gió thổi ngàn cái nước cái động lá cây nó nhiễu xuống mắt người lạ lắm. Con quái trời luôn, nó dễ quá trời luôn. Mà cái nhà thêm con đấy nha. Nãy em có ốp gì không? Nó giòn hả? Ốp à, vô cá miếng bột ngọt với miếng muối. Ướp nhẹ nhẹ cho cái dãy nó phồng lên nè. Mà nghe mấy bột ngọt bỏ vô nhiều nó cũng làm cho xương cá nó giòn nè. Thường thường mình nghe mấy người làm nấu ăn á, nói vậy á, nó bỏ ớt miếng bột ngọt ướp nhiều quá nhưng cho con cá nó hay xương nó giòn. Nó sẽ ngon. Con cá này giòn nè. Cá tơ mới lớn lên nè, nó giòn. Giòn thịt nó ngon lắm, bùi nó. Cá nhỏ nữa hơn. Là ăn nguyên con luôn. Giòn. Ngon. Chấm nước mắt ngon. Nãy phải mình làm hơn nữa thôi. Nhiều quá. Nhiều quá. Dính dở cái lò lên cái nó dính cái nó nhảy gộ lên thấy hàm hết biết. Mà lúc mình dở vô đưa tay vô nha. Nó gung ginh. Gung nè. Gung ginh cái lò chứ. Đã. Thấy người kiếm được cái lò kia đâu ngon ai già lò kia cũng nào chơi. Lò kia vậy bên kia không có cỏ. Như hàng đó như nó ít cá hơn. Ít cá hơn đây. Còn em vợ ra kiếm nè. Cái nhỏ, nhỏ đặc. Bữa chiều trời mưa lâm râm mà con dĩa cá chiên viên dĩa nước mắm thấy cũng ấm lòng chiến sĩ. Người ta đặt ta đem về Bình Dương ta ăn. Các bạn chưa? Chiều nghe em ở Bình Dương nó về chơi ngày mai được về chơi được 3 ngày. Em nó đặt đang kiếm đang về đang kho khô rồi ăn. Mà hôm ngày mơ em nó còn ở ngày nữa, mơ nó đặt cái khác. Còn hai lợn nguyên đó. Còn hai cái. Chứ đâu rồi mơ nhiều hơn sao? Chứ hồi nãy là cũng đặt rồi, lợi rồi, chút xíu nữa dở là thấy nào cũng có à. Đó. Tại chiều có đám mưa lớn. Có phun sương nữa nha, đã rồi. Đây, ăn con nữa là tạm biệt cái nhà em. Mà cái nhà con này ha, rồi mình tạm biệt cái nhà. Nhà thân tình cho hai chồng mình một like, một lượt đăng ký nha. Nhớ một lượt chia sẻ. Cái bí nha, rồi bình luận nha. Mà cảm ơn cả nhà nhiều nha. Cũng gọi là cảm ơn cả nhà rất nhiều đã đồng hành với hai chồng mình trong thời gian qua nha. Cảm ơn cả nhà nha. Các bạn cả nhà, tạm biệt cả nhà nha. Bye bye. Bye bye cả nhà. Quá trời dĩa cá còn nguyên luôn. Em bye bye cả nhà.